Hey, xin chào cả nhà. Video này thì bọn mình chia sẻ mẹo khóa vòng ném banh. Kỹ thuật này thật ra đơn giản, nếu áp dụng tốt sẽ rất là hữu ích cho người mới chơi, cũng như là những người chơi lâu năm sẽ biết cách ném chính xác hơn, tiết kiệm thời gian hơn khi mà sử dụng mẹo này. Trước tiên thì mình nói về vòng tròn ném banh. Khi các bạn đặt tay vào banh ném thì có vòng tròn co giãn từ to đến nhỏ, thu vào vị trí cố định của Pokemon ha. Game thiết kế vòng tròn này thử thách khả năng ném banh của các bạn đó. Vòng tròn ở vị trí to nhất là vòng nice, vòng tròn dễ nhất vì to khó khi nào trượt lắm. Vòng tròn tâm vị trí vừa vừa thì gọi là vòng tròn great, là tầm vừa đó. Đây là vị trí trung tính, dễ canh và bắt Pokemon. Vòng tròn mức độ khó nhất gọi là excellent. Tùy vào kích cỡ và vị trí đứng của từng Pokemon mà vòng excellent to nhỏ khác nhau. Có những vòng excellent cực nhỏ như là Pokemon Weedle, hay là to bành kỳ như là Groudon, Ho-Oh nè, nhưng mà đều có điểm chung là sẽ khó ném lắm. Bạn cần canh thật là kỹ góc của nó, bù lại xác suất mà bắt thành công Pokemon là cao nhất khi ném excellent. Còn về màu sắc vòng ném, game chia ra thành thang màu từ lạnh tới nóng. Vòng tròn màu xanh là Pokemon cực dễ bắt, tăng dần lên màu vàng, cam vừa, cam đậm và khó nhất là màu đỏ, bạn gặp thường xuyên với boss 5 sao huyền thoại đó. Khi bắt ngoài tự nhiên, thông thường mặc định là Pokemon CP thấp thể dễ bắt, tức là vòng màu xanh, và Pokemon có CP cao thì vòng cam đậm khó bắt. Một số Pokemon CP thấp, ví dụ như là Charmander chẳng hạn, vòng tròn màu cam đậm, lý do là bởi vì những cái con starter Pokemon nó cố tình bị làm khó để mà gây sự chú ý. Còn đa phần thì CP nhìn thấp nhưng là thuộc dạng cao đối với loài đó vì nó yếu. Đi vào thao tác ném banh, khi xoay banh thế này, vòng tròn co từ lớn về nhỏ, bạn canh ngẫu nhiên rồi ném, nhưng xui xui thì gặp ngay đòn đánh hoặc là nhảy của Pokemon thì xem như là mình nhỡ cú đó đó. Chưa kể trường hợp bay lên bay xuống, qua phải qua trái loạn xạ hết. Và quan trọng nhất là trường hợp bắt boss 5 sao với số lượng cực ít, bạn nên hạn chế tối đa việc mình nhỡ cái cú ném của mình. Mẹo là như thế này. Ban đầu bạn để tay lên vị trí Pokeball, chưa cần xoay banh liền đâu. Lúc này thì vòng tròn co nhỏ lại, bạn canh vòng tròn vừa vặn khổ cần ném, thường thì great hay là excellent, sau đó rồi buông tay ra. Game sẽ save lại cái vị trí vòng tròn ngay lúc bạn lấy tay ra đó. Lúc này thì bạn chờ Pokemon tấn công thì xoay banh ném ngay lúc đó, banh rơi vào vòng tròn là mà bạn đã canh sẵn hết. Game chỉ khó cái vòng khi mà Pokemon tấn công bạn, tức là ngay lúc mà bạn mới được xoay và ném banh. Còn thời gian còn lại thì bạn chỉ việc ngồi chờ thôi. Vòng tròn chỉ bị mất khi mà bạn vô tình chạm vào màn hình trở lại, hoặc là do không để ý cái chấm vô màn hình. Những lúc đó thì bạn chỉ việc khóa vòng lại một lần nữa mà thôi. Mình sẽ demo lại tiếp con Geodude này. Đầu tiên khóa vòng, mình sẽ khóa vòng Great, xong rồi buông tay. Bạn chờ khi nó tấn công ha. Ngay lúc Geodude ra đòn thì bạn xoay banh và buông tay. Nếu bung, bạn chỉ việc chờ tiếp cho đợt tấn công mình canh ném tiếp, chứ mà không cần khóa vòng lại làm gì nữa. Ok, yes, thành công. Mình thử tiếp với con Numo này nhé. Lúc này thì mình khóa vòng vị trí là excellent, rồi chờ nó tấn công ném. Bạn khi mà quen rồi thì khá là đơn giản, đôi lúc chưa quen có thể là xoay banh lâu và được tấn công bị qua mất thì bạn, hoặc là bạn buông tay bị trễ, nhưng mà không sao cả. Thông thường cách trên thì bọn mình sẽ dùng cho boss 5 sao vì cần khóa vòng excellent. Còn nếu bắt Pokemon bình thường, bọn mình chỉ cách này hay hơn nè. Lúc bạn gặp Pokemon ngoài tự nhiên hay là trong nhiệm vụ gì cũng vậy, sau khi vào màn hình bắt, ngay lúc bạn chưa đặt tay vào chấm banh thì vòng tròn mặc định đang là vòng tròn great. Bạn khỏi chấm vòng gì hết mà chờ nó tấn công thì ném luôn. Canh coi nếu CP cao quá thì chọn nho thường hay là đổi qua bánh xanh là được. Như vậy là nhanh nhất rồi. Mình thử với con Bellsprout này nha. Chỉ vậy thôi. Ngoài tác dụng giúp dễ canh vòng ném hay là tiết kiệm thời gian đặc biệt trong những sự kiện mà mình cần bắt nhanh, hoặc là nhiều như là Community Day đó, thì game còn thưởng thêm điểm kinh nghiệm tương ứng khi bạn được cú ném chuẩn. Cụ thể là
Thành công với cú ném Nice thì được cộng 10 XP. Thành công với cú ném Great thì được cộng 50 XP. Thành công với ném Excellent thì được cộng thêm 100 XP. Trước giờ game duy trì điểm thưởng là vậy nhưng chắc không thay đổi nhiều đâu. Cách này áp dụng cho cả bắt ngoài tự nhiên, bắt Pokemon sau khi chiến thắng Boss hay là bắt Pokemon khi hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả đều áp dụng được, miễn sao là hiện giao diện bạn ném banh là ok. À mà có ngoại lệ là Boss Lugia. Trong cả Pokédex thì duy nhất Pokemon này là bạn không thể khóa vòng ném. Sau tổng cộng mình nhớ không lầm là 6 kỳ xuất hiện Boss thì game hầu như không fix lỗi này luôn. Phần nhiều mình nghĩ do thiết kế khổ kích thước hiển thị của nó quá là lớn làm ra một cái lỗi lập trình đó. Riêng Boss này thì bạn tự xoay banh, nhắm chừng mà buông tay thôi. Vòng tròn Excellent cũng lớn chứ không nhỏ đâu. Đó là tất cả thông tin liên quan đến kỹ thuật khóa vòng ném banh. Các bạn có bất kỳ câu hỏi hay là thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới cho bọn mình nha. Bọn mình sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất và đừng quên like cũng như là subscribe cho bọn mình nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại những video tiếp theo.